Thì hôm nay Thủy với lại mang team cũng như đại diện cho anh Tấm Sang cũng như tất cả mọi người để đưa cụ về quê. Thì sức khỏe của cụ rất là yếu, cho nên là bác sĩ kêu cho về về nhà chứ không có thể điều trị ở thành phố được. Hiện tại thì mang tim đang như thắt dây an toàn cho cụ. Chào cô tên gì cô? Hả? Cô nói tiếng Việt được không? Được chứ. Dạ. Tên là bác Vũ Thu Hồng. Dạ. Cô là gì của cụ vậy? Là má. À, đây là mình là con ha. Dạ. Hai mẹ con. Dạ, giờ thôi, giờ cả nhà mình cứ ngồi đây ha. Rồi nếu mà cảm thấy mệt á, hoặc là mắc ói gì là nhớ nói nha. Có bị say xe không cô? Không ha. Nếu có thì đó để con gửi thuốc cho uống. Em có đi chung không? Em không đi hả? Em là gì của cô hả? Cháu của cô hả? Rồi bây giờ có một mình đây là cô với người mẹ. Thì mẹ không có được khỏe rồi, giờ mình đi về nhà hả cô ha? Rồi, có bệnh viện trả về. Có gì cô cứ gõ cửa cô kêu nha. Dạ. Rồi. Cô biết địa chỉ nhà mình không? Biết không? Bây giờ con lấy cái địa chỉ chính xác luôn đi ha. Để mình đi á, nhiều khi á cô biết địa chỉ chính xác luôn hả cô ha. Rồi. Rồi giờ thôi con ghi địa chỉ đi, giấy tờ rồi xong rồi mình đưa cô cụ về nhà luôn. Con là cháu hả con? Rồi tại vì hồi sáng có một chị nói là có hai cụ trong bệnh viện thôi. Rồi bây giờ con chạy lên con phụ hả? Trước khi á mình giúp cho một ca bệnh nhân hay là bất kỳ một ca bệnh nào qua đời thì cũng có giấy chứng nhận đàng hoàng đó, chứ không phải mình không có chỗ nào chở đại được, có giấy xác nhận để mà mình đi trên đường hoặc là trên xe cho nó hợp lệ đầy đủ thủ tục. Con giải thích cho cô ha. Các giấy này á, rồi giấy được luật sư cứu thương của cô con, thì có tên của cái người bệnh và tên cô, quan hệ là như thế nào thôi ha. Cô ký xem đây con, và cái này thủ tục của cô con. À, cô ký tên cô. Dạ cô ký tên thì ghi họ tên giùm con ha. Đây là chuyến xe không đồng, cô không có tốn tiền gì nghe cô. Cả nhà biết không, mấy cô mà người dân tộc á, người ta lớn tuổi nữa, nhiều khi người ta rất là hiền luôn, người ta không có hiểu hết cái nhiều khi mình nói những cái gì nhiều khi người ta không hiểu hết á đó, cho nên mình phải giải thích cặn kẽ. Rồi thôi mình lên đường thôi. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị các bạn thân mến, hiện tại thì Thủy với lại Mai Anh Tim đang trên đường đi đến Bình Thuận và Bắc Bình. Thì đây sau lưng của Thủy là cả nhà thấy một quần có hai một cô và một bác rất là lớn tuổi, người cũng như là người dân tộc. Thì bên hội của mình đó là nhận chở bác về tới quê nhà là Bình Thuận Bắc Bình. Thì hiện tại trên đường đi, hôm nay thì Thủy cũng như thay mặt anh Tấm Sang cũng như quý vị ân nhân trong và ngoài nước để mà đưa bác về quê. Thì hiện tại giờ mình đang trên đường hả, từ thành phố Hồ Chí Minh mà mình đi đến về tới Bình Thuận Bắc Bình khoảng bao nhiêu tiếng mang tim? Nếu mình chạy đi xe cứu thương á cô, là khoảng 3-4 tiếng mình tới. Còn nếu mình đi xe bình thường khoảng 6 tiếng mới tới cô.
thì hồi nãy mình xuất phát ở nhà đi là 4 giờ mấy rồi đến bệnh viện rồi mình đón, xong rồi khi mà đi là 5 giờ hình như 5 giờ 10 10 á là mình bắt đầu chạy. Thì khi mà đến nhà có thể là 9 10 giờ đêm á. 9 10 giờ đêm. Tại vì khi nhà người ta còn ở trong quê này kia nọ nữa. Đó, 10 giờ đêm, 10 giờ đêm mà mình quay về Sài Gòn chắc cỡ khoảng 2 3 giờ sáng. Thì hôm nay là lần đầu tiên thì cũng thay mặt anh Tám Sang. Hiện tại thì do anh đang đi về hướng về Đà Nẵng. Hiện tại giờ anh đang có mặt ở Đà Nẵng ha. Thì anh có cái chuyến hành trình là đi Tây Bắc. Đó, cho nên là Thủy lần đầu tiên cũng đại diện Tám Sang thì đang trên xe cứu thương đưa một bác lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn, vì bác là không có tiền về xe. Khi mà đi lên á thì có tiền đi lên nhưng mà không có tiền đi về, thì do bác sĩ cũng nói là không có điều trị được, khó khăn. Cho nên có một cái chị ở trong phòng bệnh á, thì chị biết bên hội mình đó, mới điện thoại nhờ bên hội mình giúp giùm cho hai bác này, người lớn tuổi nói gì đó mà đang than là không có tiền về xe đó, rồi không có rành nói chuyện tiếng Việt nữa, cho nên là cái chị mới gọi điện giùm. Thì sau khi mà bên hội mình liên lạc là kêu làm cái chứng cái tờ giấy hoàn cảnh khó khăn đó con ha. Dạ lắm. Chứng cái giấy đó rồi nhờ hướng dẫn giúp cho người ta, rồi xong ở dưới quê đi chứng giùm, rồi gửi qua Zalo. Thì bên mình nhận đầy đủ thông tin rồi thì bắt đầu là sẽ giúp đưa cho bác về quê. Thì hoàn cảnh khó khăn thì dù là số tiền á là vài triệu bạc để đi về quê, nhiều người người ta phải đi vay mượn á con biết không. Dạ, dạ. Tới thôn Bình Thắng rồi, tới thôn rồi đi thẳng vô luôn hả con. Dạ. Rồi cả nhà ơi, sao mà từ 5 giờ chiều thì mình xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh đó, chở bác về tới quê nhà rồi đó, tới thôn rồi, đường xa. Dạ, đường thôn quê rất là thanh vắng ha. Hôm nay thì mình có một cái cuộc trải nghiệm, đúng là anh em tài xế trên dạng nẻo đường thì chứ. Chào mọi người. Dạ, trời ơi thương quá, cả nhà cả làng luôn ra đón luôn, về luôn rồi. Bà lớn trong họ hả? Bà này lớn nhất trong họ đây luôn hả? Trưởng họ vậy hả? Trưởng tập luôn á. Trưởng tập ở đây á hả? Không cái gì là bà đứng làm, theo cúng là bà đứng làm cúng, không có bà lo hết luôn hả? Mình lo đồ cho bà đứng ăn cúng. À, trưởng tập luôn. Trưởng tập nghĩa hả? Là bà lớn nhất cái họ. Lớn nhất của họ mình đây luôn hả? Ôi cả làng ra đón luôn cả nhà ơi, thương ghê á. Thương ghê luôn. Bà là lớn nhất cả, giống như là đó, bà con cô bác rồi đó, đón rất là đông luôn. Oh, I don't know.
Nói rồi. Dạ thưa cô, thì bây giờ á con á là đại diện cho anh Tấm Sang bên hội thiện nguyện BDS thì đã đưa bác về tới nhà. Và khi mà về đây thì con thấy ở đây làng mình nó rất là đông luôn. Thì không biết là bác có thể là chia sẻ là cô có thể chia sẻ là bác á, làm bệnh như thế nào cho mọi người biết không cô? Bị tai biến bị lâu chưa cô? Mới đây nè. Mới đây hả? Lẽ đây là bà bị té vì vì u não rồi bệnh viện trả về bệnh viện ba nặng rồi đem về đó vậy là thì đó muốn xe là đòi nhiều quá rồi có người trong đó là giúp đỡ nó để nhờ chuyện số điện thoại này đó là cho chợ thông đồng đó là cảm ơn cô đó. Là dân tộc này cũng không biết cái xe mà thông đồng đâu, nhờ cái cô ở trong bệnh viện đó nằm viện phải nằm một phòng với nhau á. Là cô thấy vậy là cô cho tiền thêm 500 rồi cái đó cho nữa là đủ là số tiền mà mua thuốc đó là 1.200.000 đó. Thì ở bên hội con nhận được cái số điện thoại của cái cô mà nằm chung phòng đó, thì cũng nói là có hai cụ ở đây là người dân tộc, mà không biết mình ở đây người dân tộc gì cô? Hả? Dân tộc Bani hả? Và khi nãy con vừa bước xuống xe con nghe nói là bác á, là trưởng tộc ở đây hả? Trưởng họ hả? Trưởng họ không phải trưởng tộc đó, trưởng cái một họ đây. À cho một hết một họ đây ha. Đúng rồi, đây hai dây này. Dạ. Trưởng họ là lớn nhất. Dạ. Ai làm gì là chị tân cung. Dạ. À. Chị ruột. Thì không biết là gia đình mình nó có khó khăn như thế nào không cô? Ủa có khăn đó. Hả? Ủa có khăn. Một mẹ một con, tôi bảo mẹ là con một mẹ. Tôi có bà sinh ra có mình tôi à. À. Làm sao mà con nội được bà kiểu đó đó. Để ta trong bệnh viện nó cũng thấy vậy đó. Ta cho cơm đồ ta cho ăn luôn à. Ừ. Mình nằm viện được bao nhiêu ngày rồi cô? Được một tuần. Một tuần, mới một tuần thôi? Một tuần à. Rồi bác sĩ nó nói là tình hình của bệnh của bác như thế nào cô? Bác sĩ là hỏi là bà cụ bị sao nữa, bà té. Té là té ngồi thôi, và tự nhiên là cái não nó phù não. Giờ bác sĩ nói sao? Cái não bà già nó phù rồi. Cho về hồi sáng nó vậy đó. Cho về luôn rồi, không phải là mình xin xuất viện đâu. Bệnh viện cho về luôn. Là không có trị được hả? Không có trị được, đem về.
mua thuốc là uống ngày nào hai ngày đó. Nó gì đó. Rồi cô bình thường mỗi ngày là cô làm việc gì? Không, nghề nông à. Nghề nông hả? Đó. Nghề nông làm ruộng, có làm gì đâu. Đi nhổ cỏ mướn hả? Dạ, dạ, ở đây là nhà chị có hai mẹ con. Hai mẹ con. Cô là con của bác á hả? Một mẹ một con. Con gái cũng một đứa mà không có con trai, có mình nói. Rồi bây giờ bác sĩ nói về là cứ mua thuốc uống thôi. Rồi cô còn tiền uống thuốc không? Còn khi có bà con trên cho đó, 1.200.000 đó mua thuốc về á. Có lẽ là mua nửa thôi, có tiền. Không có tiền hả? Không có tiền, à, và, rồi mà trong phòng nó đưa người 500, 200. Rồi cô mà cho điện thoại và điện cho xe con đồng nó cũng to luôn. Dạ. Yeah. 1.200.000 hả? 1.200.000. Rồi đây là mình là cũng là bà con trong họ luôn hả? Bà con này là em đây trong họ luôn. Con này em ruột rồi. Dạ. Em ruột của chị á. À, em ruột hả? Dạ. Bà này cũng em ruột luôn, ba chị em. Ở đây là bà, trong họ, chủng họ luôn. Đó, cái mẹ chữ hả? Bác ở trong là tên gì? Bác mà bị bệnh đó, mẹ của bà. Tạ Thị Kim Liên. Tạ Thị Kim Liên là chủng họ. Cho nên đó, khi mà về tới đây con thấy cả làng, cả trăm người luôn về mà đón. Đón mừng, đón mừng chị về. Người ta phải đón nhớ. Đón chị về. Dạ. Thì thôi bây giờ con cũng đưa bác về tới làng mình rồi. Thì hôm nay cũng là cái nhân duyên, là lần đầu tiên con cũng đi theo xe cứu thương của anh Tám Sang, là hội thiện nguyện Đi Đẹp. Thì lúc mà con chuẩn bị đi á, thì có một em gái mà kết nghĩa của con ở Thúy ở bên Pháp, thì có gọi điện cho con, hai chị em nói chuyện. Thì cũng là cái duyên là con nói thôi, chị đang chuẩn bị đưa một cụ về quê, thì cụ cũng khó khăn, không có tiền về xe đó, thì đó là cái duyên thôi. Thì em mới nói với con là thôi chị cho em gửi chút ít tiền cho cụ để mà mua thuốc uống, thì vì cụ cũng lớn tuổi rồi đó, thì nghe nói vậy thôi đó. Thì hôm nay thì con cũng đại diện cho em Thúy ở bên Pháp đó, là con gửi cho, có gửi là cho cô là 3 triệu để cô mua thuốc cho cụ uống tiếp tục nha. Dạ. Thì đây là số tiền là 3 triệu ha. Anh cảm ơn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô Thúy. Cảm ơn cô Thúy. Dạ. Thì cái chuyến xe cứu thương không đồng của bên con á, là cũng chung mà mọi người chung tay để mà chia sẻ yêu thương những người có hoàn cảnh khó khăn, nhiều khi á, bệnh tật ốm đau rồi không có tiền uống thuốc, rồi không có tiền mà để đi về xe, thì đó là của tất cả mọi người. Dạ. Rồi cô cũng cố gắng lên nha. Cảm ơn cô không đồng lắm. Dạ. Cảm ơn cô nhiều luôn. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn hết luôn tất cả. Dạ. Hai không đồng lắm. Cảm ơn hết luôn. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Nước Pháp phải cảm ơn cô. Cảm ơn nhiều với nước Pháp luôn. Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn hết luôn tất cả mấy từ tôi không có biết con đó bao nhiêu nha. Dạ. Rồi lời ạ. Lời cảm ơn. Cho cô cảm ơn thôi. Dạ. Cảm ơn hết tất cả luôn. Tha cho không đồng cô ở nước Úc đồ. Cảm ơn hết luôn. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người luôn. Dạ. Cảm ơn xe luôn, cảm ơn hết luôn. Dạ. Tôi về đây tôi cảm ơn. Dạ. Cô tôi sức khỏe, già dặn ở đây khắp đâu. Dạ. Dạ. Rồi cô cố gắng lên ha. Thì con cũng xin phép mấy cô mấy bác ở đây là con đi về. Dạ. Dạ. Thì dân tộc này cũng cái thiết nói luôn cô à. Dạ. Thông cảm đó, cái thiết nói cũng dịch dần lắm. Dạ. Đó thì dạ. Cô thông cảm cho mấy người chăm. Đây. Dạ. Cái chị số tốt cho cô đi lên đường mạnh mạnh khỏe á. Dạ. 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 Con cảm ơn. Cảm ơn cô. Dạ. Cảm ơn quý đoàn xe. Dạ. Thân bằng luôn. Cảm ơn hết tất cả luôn. Dạ. Rồi cô cố gắng lên nha cô. Dạ con cũng chúc tất cả làng mình được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Rồi bye bye, xin chào. Xin chào. Dạ.
Dạ. Rồi vô nói với bác ở trong tiếng mình về. Dạ. Ông bảo làm tập vụ rồi. Ông bác ơi. Bác ơi, con xe cứu thương bên con á đưa bác về tới nhà rồi. Bác nghỉ ngơi cho khỏe nha. Nha. Mình về tới nhà có con cháu có gia đình rồi, bác nghỉ ngơi cho khỏe, uống thuốc là mau khỏe lại nha. Dạ. Đông đi. Bác mau khỏe nha, uống thuốc cho khỏe lại nha. Có mấy chữ đơn hồ. Đơn mấy hồ. Rồi, cảm ơn cả nhà chú ơi, giữ gìn sức khỏe nha. À, đây là chai dầu xanh nè, gửi cho cô để sức cho bác ấm đó, ha. Dạ. Rồi, cảm ơn nhiều lắm. Rồi xin chào cả nhà, tất cả mọi người. Về lại ngay được, về lại.